Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog và tin tức tổng hợp. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm gậy từ xướng có tên thương hiệu là Yunten của IT9928. Đó. Thì cái hộp sản phẩm của chúng ta khi mua về nó sẽ là có như thế này. Và đây là Yunten. Thì khi bây giờ chúng ta sẽ mở sản phẩm này ra. Thì trong đây sẽ có được một cái bịch như thế này. Móc ra. Thì hết rồi, chỉ có 3 món này thôi. Thì ở đây là cáp sạc micro USB. Thường thường thì mấy cái cáp mà mình mua đồ mà nó có tặng kèm mấy cái cáp này nè, không bao giờ mình xài hết, vứt nó đi. Còn các bạn nào không có thì có thể tận dụng nó để mà xài cũng được, cũng ok. Thì chúng ta khi mua sản phẩm nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta, nó sẽ có kèm theo một cái kẹp điện thoại nha các bạn. Thì chúng ta có thể kẹp điện thoại bằng cách bằng cái này nè, rồi gắn điện thoại vào đây. Ta bằng xuống để cố định. Đó, như vậy. Thì còn không, nếu mà các bạn muốn gắn vào cái máy ảnh á, thì ở trên đầu này nó cũng đã hỗ trợ cho các bạn cái gắn máy ảnh. Đây. Thì tổng quan nhìn cái sản phẩm này khá là chắc chắn. Cái chân tripod này nè, nó làm bằng nhựa cứng. Còn cái khung này thì làm bằng nhôm hay thép gì đó, mình không rành lắm, sơn đen nhưng mà cầm nó nhẹ, chắc mình nghĩ là bằng nhôm. Thì trên đầu này chúng ta có thể bẻ xoay mọi hướng và có thể quay đứng nhìn để cái điện thoại dựng theo cái chiều thẳng đứng. Còn cái này là cái nút vặn cố định cái đầu này, chúng ta vặn vào sẽ cố định nó. Và đây là ba chân, ta có thể để lên bàn rất là chắc chắn. Đó. Và cái gậy từ xướng Yunten YT9928 này sẽ có tặng, sẽ có đi kèm theo là một chiếc remote để chúng ta có thể chụp ảnh quay phim khi kết nối Bluetooth với điện thoại với cái remote này, thì bật lên là sẽ kết nối Bluetooth. Đó. Thì cái tên sản phẩm này là Yunten, thì khi các bạn kết nối Bluetooth, mở Bluetooth thì trên điện thoại của các bạn cũng sẽ hiện cái tên Bluetooth là Yunten. Thì cái hay của cái gậy này là gậy từ xướng cũng có thể làm chân tripod. Khi chúng ta cố định quay phim, chụp ảnh gì đó, chúng ta để cố định như thế này. Thay vì các bạn xài những cái thứ này, cái này rất là to, đây cũng là cái gậy. Đó, rất là to và việc mang theo cũng khá là bất tiện. Còn cái này chúng ta chỉ cần gấp lại nhỏ xíu và chúng ta có thể bỏ vô ba lô rất là gọn gàng. Và ở đây nó có một cái điều khiển bằng remote nữa, cho nên các bạn không cần phải thao tác chụp ảnh để quay phim trên cảm ứng điện thoại quá nhiều. Và điều đặc biệt nữa là cái gậy này chúng ta có thể kéo dài ra. Đó, rất là dài. Đây các bạn có thể thấy. Rất là dài. Theo mình nhắm thì khoảng 6-7 tấc gì đó. 6-7 tấc nha các bạn. Rất là dài. Và khi các bạn cầm cái này để dùng để tự vệ trong những tình huống khẩn cấp cũng khá là tốt, cũng khá là chắc chắn. Mặc dù gõ vô đầu đó chỉ u một vài cục nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình nghĩ là cũng khá là đau đó, chứ không phải là. Và khi các bạn cho dựng đứng lên như thế này thì mình nghĩ là nếu mà một cái máy điện thoại hay là một cái máy ảnh compact á, thì mình kéo dài cái cây này theo kiểu maximum luôn thì nó cũng đứng khá là vững. Thì cái sản phẩm này mình mua lúc trước là 600 670 gì đó. Thì
các bạn có thể lên những cái trang mạng thương mại điện tử các bạn mua và các bạn sử dụng cây gậy này, vừa có remote điều khiển, vừa có thể kéo dài tự sướng và nó rất là gọn để các bạn có thể mang theo di chuyển theo đi quay vlog ở đâu trên rừng rậm hay cắm trại gì đó, các bạn cũng có thể cầm nó theo một cách rất là dễ dàng. Thì hy vọng rằng với cái cây gậy này thì nó sẽ giúp cho những cái thước phim của các bạn nó hay hơn, chuyên nghiệp hơn, thay vì phải cầm theo những cái tripod mà xưa như thế này thì nó rất là to và bỏ vào ba lô thì nó cũng rất là vướng. Thì nếu các bạn nào mà muốn mua cái sản phẩm này á thì mình sẽ để link sản phẩm ở dưới phần mô tả, thì các bạn có thể vào đó mà các bạn mua về sử dụng, có thể kéo dài, có thể làm tripod, tự vệ, một cây gậy tự sướng, có nhiều chức năng như vậy. Thì với 160-170 ngàn thì nó không có quá to, cho nên các bạn hãy quyết định nên mua cái này hay là sử dụng cái vấn đề gì đó, sử dụng những cái sản phẩm nào đó mà các bạn thích thì các bạn có thể mua. Thì đây là Yunten YT, là y dài và chữ T 9928 đó. Chúc các bạn lựa chọn được những sản phẩm mà các bạn có thể mua về để mình làm vlog, làm đi gì đó vân vân, các bạn thích làm thì các bạn làm. Chúc các bạn lựa chọn được những sản phẩm mà các bạn ưng ý nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.